Vâng, xin chào các bạn nhé. Mùng 6 tháng 6 sale là mình có săn được ở trên Lazada. Một cái loa Bluetooth. Loa Bluetooth mà thế mà là của cái hãng JBL đấy. Không biết là có đúng không? Tại vì giá nó khá là rẻ. Ui giời, chặt đi. Đấy. Thì trong cái vỏ khá là bộ hộp trông khá là bắt mắt. Chị cho. Đấy. Con này đấy, ok chưa, JBL. Và cái này nó thuộc cái dạng dòng là có quai đeo nhá. Đấy, các bạn nhìn rõ chắc chắn lắm, khá là chắc chắn lắm. Giờ đằng này nó có một cái nút AUX à, không phải là lạnh lên, lạnh lạnh lên, lạnh lên để chống nước ấy. Thì có một cái cổng AUX này, một cái cổng USB, một cổng thẻ nhớ, một cái cắm thẻ nhớ này, và một cái chân sạc vào DC 5V micro USB. Chưa thấy cái nguồn nó nằm ở cái nào đây. Đấy, ấn giữ nút. Ok đấy, rồi mình sẽ kết nối thử luôn nha. Thì đây nó hiện ở cái chữ cái gì, Xgen 3 đấy. Vào YouTube đi, YouTube bật một cái bài nhạc không bản quyền thì mình sẽ nghe được nó rõ cái âm thanh bắt chép hơn. Nhạc không bản quyền đây. Đây là tạm dừng. Ví dụ khi mình đang bật nhạc như này chẳng hạn, mình ấn vào đây. Yeah.
Đấy. Đứng đưa đuôi đây, đứng đưa đuôi. Hoặc là mình có thể treo ở xe. Cái này thì mình thấy là ví dụ mình treo ở xe thì mình thấy khá là ổn đúng không ạ? Mình di chuyển ví dụ Grab chẳng hạn, các bác gọi là Grab hay là chạy gì mà hay bạn ngồi trên xe đấy, mình dùng cái quả này mình xách đi xách lại được, nó linh động đúng không ạ? Thì khá là ok. Hoặc là mình đeo lên vai mình đi phượt, đi du lịch, mình đeo lên vai mình nghe nhạc nhẹ nhẹ thôi thì nó sẽ rất là hay. Thì cái loa này nó có giá là hơn 300, nhưng mà săn xeo thì nó tính ra nó chỉ còn hơn 200 thôi. Đấy, bạn nào mà thích thì mình để tức cái link sản phẩm ấy, ở phần mô tả thì các bạn vào đem mà mua nhé. Cái này nó thực sự mình không bán nhá, thế nên là mình chỉ giới thiệu cho các bạn, thì các bạn thấy hợp lý thì các bạn mua thôi. Cái gì mình cũng mới mua về thì sau này mình phải trải nghiệm nhiều 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 nữa thì mới biết được cái cụ thể nó có bền hay không. Đấy, thì mình thấy chất liệu hai màng loa hai đầu này mình thấy khá là ok, và cái thân loa nó khá chắc chắn, lại có quai đeo rất là tiện. Vâng, và cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.